Hello, xin chào các bạn nha. Các bạn hôm nay mình đang lắp một cái bàn pizza các bạn nhé. Cái này nó cái tổng thể của nó khoảng bao nhiêu ký anh nhỉ? Con này cái tầm 500 ký. 500 ký. Anh ấy, cái chiều dài của nó là bao nhiêu, chiều dài bao nhiêu, chiều rộng bao nhiêu nhỉ anh nhỉ? Quỳ bàn này 2m9, ngang 1m6, độ lớn nhất. Này nó thường thường nó là 3 tấm các bạn nhé. Nó cái này là mặt bằng đá luôn nhỉ anh nhỉ? Đá tự nhiên đấy. Cái này là đá tự nhiên các bạn nha. Mình khênh được cái bàn này lên lầu là cũng nó tháo rời ra nặng lắm nha các bạn nhé. Nó khoảng 3 tấm khoảng, nếu mà mình lên trên lầu thì thường chỗ này khoảng 5 đến 6 người khênh lên đấy các bạn. Này nó bằng đá này. Ở đây bác thợ này cũng đã chuyên nghiệp, bác này đã từng làm đã chuyên lắp bàn pizza khoảng mười mấy năm rồi. Kê kích. Cái này nó có cả cần, cái đấy mình gọi là cần nước phải không anh nhỉ? Cần đi vô hả? Này thì cần đi vô nó với cần các bạn nhé, cái bàn mình nó mới cần được. Gắn cho nó phải chạy đi chạy lại. Đi ra mấy tiệm người ta đấu trong ngồi tay tay cái ngồi lên đó đúng không? Đúng, chính xác. Bị lạc nó xề băng không lạc. Cái này là phải cân kỹ lắm nha các bạn nhé. Nó có cái kích thước này này. Cân từng góc một nha các bạn. Nó phải chuẩn. Thường thường bây giờ mình lắp một cái phòng pizza nó khoảng độ bao nhiêu mét vuông thì vừa anh nhỉ? Chiều ngang 4,5 m, chiều dài 6 m. 6 mét. Nó khoảng phạm vi khoảng 25 mét vuông nhỉ? 25 mét vuông. 25 mét vuông bạn. Có tường. Không gian nó khoảng 25 mét vuông các bạn nha. Để mình còn cái cây gậy nữa mới vừa. Cái này nó phải độ chính xác phải ly nhỉ, ly. Kích lên xong bắt đầu là mình chỉnh cái chân này cho nó chuẩn đấy các bạn ạ. Còn cái nắp ra này nắp các bạn sắc từng ly luôn các bạn.
Thì cái nắp pin này trong cái nắp pin trên này là cái là bỏ giỏ nó đổ nhỏ lên nhỏ là làm chạy vậy. Thay chưa? Thay rồi được rồi. Ủa cái bàn này mình nhập vậy là nó từ bên nào về? Bàn này Đài Loan ấy. À bàn của Đài Loan hả? Ừ. Trong bàn Visa nó nhiều dạng lắm, nhập nguyên con, nhập phụ kiện. Trong bàn này thì nó nhập nguyên con. Này giờ đến công đoạn bắn Đến công đoạn lắp băng các bạn. Con sóng nó chạy nó là chỗ rồi. Em mới thay lại các bạn nè. Thank you.
sau khoảng 2 giờ đồng hồ thì đã xong một cái bàn pizza các bạn nha. Hình thức tháo ra và lắp vào thay băng, thay vải. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của CT Vlog nha. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ thì bây giờ cái bàn pizza của mình đã xong rồi các bạn nhé. Thay lại cái mặt và cái đường băng rất là đẹp nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn lại các bạn video kế tiếp nha.